Giáng sinh giá sinh, Hoàng Hà Mobile giảm giá smartphone sale tới hơn 50%, phụ kiện mua 1 tặng 1 cùng ưu đãi công nghệ cực sốc. Quét ngay mã QR để được biết thêm thông tin chi tiết. Chào các bạn, trong vụ án Vạn Thịnh Phát, người ta đã thấy có quá nhiều vấn đề liên quan. Trong đó có hai chuyên gia đã chỉ ra hai vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến xã hội. Vậy chúng ta hãy cùng xem hai vấn đề đó là gì và làm sao để giải quyết nó. Hãy cùng bắt đầu các bạn nhé. Vấn đề thứ nhất là công tác kê khai, xác minh tài sản của cán bộ. Và người đưa ra ý kiến này không ai khác chính là tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh, là nguyên phó tổng thanh tra chính phủ. Ông nói rằng đại án Vạn Thịnh Phát đã phơi bày yếu kém trong kê khai, xác minh tài sản thu nhập của cán bộ, trong đó có cả lĩnh vực quan trọng. Cụ thể, tiến sĩ Nguyễn Văn Thanh cho rằng việc kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ công chức chưa đạt được tiến bộ đáng kể. Trong đại án Vạn Thịnh Phát, nhà chức trách đã khởi tố 3 vụ với 108 bị can, trong đó có 23 bị can là lãnh đạo cấp vụ, cấp cục và cán bộ cơ quan thanh tra, kiểm toán, thanh tra, giám sát ngân hàng, lãnh đạo thanh tra ngân hàng địa phương. Thực tế này cho thấy những người làm trong lĩnh vực quan trọng, nhạy cảm cần phải được đưa vào diện kê khai, kiểm soát tài sản. Tiến sĩ Thanh nói rằng kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ là giải pháp kỹ trị, nếu không có thì sẽ khó mà đạt được hiệu quả tổng thể về phòng chống tham nhũng. Theo ông Thanh, Việt Nam đang thiếu giải pháp pháp lý đủ mạnh, nhất quán, phù hợp với kinh nghiệm, xu hướng quốc tế trong đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, rửa tiền. Các cơ quan cần sớm hoàn thiện các thể chế để kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ công chức, nhất là với một số lĩnh vực quan trọng, tăng cường vị thế và năng lực của cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập của cán bộ. Bên cạnh đó thì Phó Chánh Thanh tra thành phố Hải Phòng Cao Huy Hiếu cũng nói về thực tiễn công tác xác minh tài sản thu nhập của cán bộ nảy sinh rất nhiều vấn đề chưa thể giải quyết được ngay. Tại sao lại chưa giải quyết được ngay? Thì đó là vì Thanh tra Chính phủ chưa có hướng dẫn đồng bộ để các tỉnh thành thực hiện, nên mỗi nơi lại làm theo quy trình phạm vi khác nhau. Ví dụ, thanh tra tỉnh này có xác minh tài sản ở tỉnh khác của cán bộ thuộc diện quản lý hay không? Rồi những tài sản không nêu trong bản kê khai thì có cần xác minh không? Rồi có địa phương cán bộ kê khai một lô đất thì chỉ xác minh một lô đất đó, không xác minh xe cộ của họ. Rồi tiêu chí đánh giá đưa kết luận về việc kê khai có trung thực hay không cũng chưa cụ thể. Việc xác minh tài sản theo ông Hiếu là khó và vướng, cần nhiều cơ quan phối hợp thực hiện. Như là ngân hàng thì phải xác minh tài khoản ngân hàng, công an thì xác minh tài khoản liên quan đến xe, cơ quan quản lý đất đai thì xác minh liên quan đến sổ đỏ. Ông Hiếu thắc mắc rằng, ví dụ như thực tế có những lô đất chưa được cấp sổ đỏ thì có đưa vào diện xác minh tài sản hay không và bằng cách nào để biết chủ sở hữu là ai. Viện trưởng Chiến lược và Khoa học Thanh tra Nguyễn Quốc Văn cũng thừa nhận rằng việc xác minh tài sản thu nhập cán bộ là rất khó. Ngân hàng được yêu cầu xác minh tài sản cá nhân nhưng họ lại phải tuân thủ các quy định thương mại, công ước về bảo vệ bí mật khách hàng. Có thể các bạn chưa biết, theo luật phòng chống tham nhũng năm 2018 quy định rằng người có nghĩa vụ kê khai tài sản sẽ bao gồm cán bộ, công chức, sĩ quan công an, quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, phó phòng trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, rồi những người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Trong đó, các tài sản thu nhập phải kê khai thì bao gồm: thứ nhất là quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và các tài sản khác gắn liền với đất ở, nhà ở. Thứ hai là kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá và các bất động sản khác mà mỗi tài sản này có giá trị từ 50 triệu trở lên. Thứ ba là các tài sản và tài khoản ở nước ngoài. Từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 9 năm 2023 đã có gần 60.500 cán bộ kê khai tài sản thu nhập lần đầu. Hơn 545.000 người đã kê khai hàng năm, 44.000 người đã kê khai bổ sung, 162.000 người kê khai phục vụ công tác cán bộ, 655.000 người đã công khai bản kê khai tài sản thu nhập, nhưng trong đó chỉ có 54 người là kê khai không trung thực, bị kỷ luật. Đó là vấn đề thứ nhất liên quan đến công tác quản lý cán bộ. Còn vấn đề thứ hai đó là vấn đề dòng tiền khổng lồ của Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan đã chảy vào bất động sản, có thể gây ảnh hưởng lớn đến thị trường này. Ý kiến được đưa ra bởi giáo sư Đặng Hùng Võ, ông nguyên là Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giáo sư Võ cho rằng vụ án xảy ra tại Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và các đơn vị tổ chức liên quan đã thu hút sự quan tâm của dư luận, đồng thời cũng có nhiều bàn luận về con số lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động ngân hàng và hối lộ, nhận hối lộ để che giấu các hoạt động tín dụng trái pháp luật.
bị can Trương Mỹ Lan đã bị cáo buộc chiếm đoạt đến 300.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB, cùng với số tiền lãi thì thiệt hại tổng cộng là 415.000 tỷ đồng. Liên quan đến bị can này thì cơ quan chức năng đã tạm giữ đến 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kê biên đến 1.237 bất động sản tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từ đây thì dư luận đồn rằng nhiều đồng tiền bất chính đã để trong bất động sản, phần nào làm cho giá nhà đất tăng cao. Ở góc độ nghiên cứu khoa học về kinh tế, không liên quan đến những con số nêu trên thì lâu nay các chuyên gia cũng đã đặt những câu hỏi như: nền kinh tế Việt Nam mới ở mức thu nhập trung bình nhưng giá nhà đất lại cao ngất ngưởng như vậy, và liệu có phải do các doanh nghiệp rót quá nhiều vốn vào thị trường bất động sản hay không? Giáo sư Võ đưa ra hai vấn đề mang tính cơ bản, bao gồm: thứ nhất là vai trò của kinh tế vĩ mô trong phát triển kinh tế của một quốc gia, với khái niệm quen thuộc đó là nền kinh tế vỗ bằng hai tay, bàn tay vô hình của thị trường và bàn tay quản lý của nhà nước. Thứ hai là xác định vị trí của bất động sản nằm ở đâu trong nền kinh tế. Chắc chắn là thị trường bất động sản thì không thuộc khu vực kinh tế vĩ mô, nhưng thị trường này thì luôn cần một lượng vốn tài chính rất lớn nên có tác động mạnh vào kinh tế vĩ mô. Nhìn lại, những cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại đều xuất phát hoặc liên quan đến thị trường bất động sản, ngay cả tại các nền kinh tế lớn trên thế giới. Ví dụ như là thị trường bất động sản đã gây ra giảm phát kinh tế tại Nhật Bản vào những năm 70-80, hay là bất động sản cũng gây ra khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt đầu từ Mỹ vào năm 2008. Một số nhà kinh tế của Úc đã nhận xét rằng tổng vốn đầu tư vào thị trường bất động sản không nên vượt quá 30% tổng số vốn đầu tư trong toàn xã hội, nghĩa là cần để 70% tổng vốn đầu tư cho việc sản xuất, kinh doanh hàng hóa. Cho nên thực tế là thị trường bất động sản ở Úc phát triển khá cân đối, phục vụ trực tiếp người có nhu cầu nhà ở. Còn ở Việt Nam, chúng ta thấy rằng bất động sản là một trong những lĩnh vực thu hút lượng lớn vốn đầu tư từ người dân, doanh nghiệp, rồi tín dụng, cổ phiếu, trái phiếu, v.v. Rất nhiều người đi làm cả đời hoặc nửa đời người chát chót cũng chỉ đủ mua căn nhà nhỏ để an cư. Hiện không có số liệu chính thức về vốn đầu tư vào thị trường bất động sản. Tuy nhiên, theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thì tính đến cuối năm 2022, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của các doanh nghiệp bất động sản đã chiếm đến 33,6%. Ở các nước công nghiệp phát triển thì người ta đã rút ra kinh nghiệm rất lớn. Thuế bất động sản là một công cụ hữu hiệu để ngăn chặn đầu cơ nhà đất, tích trữ tiền vào bất động sản. Ví dụ như ở Mỹ, giá trung bình để mua một bất động sản là không cao, nhưng muốn giữ được bất động sản đó thì chủ sở hữu phải có việc làm mới đủ tiền để trả thuế. Người dân với thu nhập bình thường chỉ có thể mua bất động sản vừa với nhu cầu sử dụng. Còn ở Việt Nam, mặc dù chúng ta đã có chủ trương nhiều năm nay, nhưng các luật thuế về bất động sản được đổi mới quá chậm, không đạt được mục tiêu đặt ra. Quay trở lại câu chuyện Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB, số tiền bị can đổ vào bất động sản như thể hiện trong các con số ở đầu bài viết, ví dụ như là số lượng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số lượng bất động sản là rất lớn. Và ảnh hưởng thì cơ quan chức năng đã nêu và quá trình tố tụng tới đây sẽ tiếp tục làm rõ. Theo giáo sư Võ thì thực tiễn nêu trên sẽ cho ta thấy hai giải pháp cần được triển khai mạnh mẽ. Một là kiểm soát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi sai trái của doanh nghiệp trước khi nó gây tác động tiêu cực lên nền kinh tế vĩ mô. Không để nguồn tiền bị ứ động quá lớn trong thị trường bất động sản mà phải đầu tư cho sản xuất kinh doanh. Thứ hai là cải cách sớm các luật thuế liên quan đến bất động sản để không còn đầu cơ tích trữ vốn vào bất động sản. Và đó là hai vấn đề rất quan trọng. Mình nghĩ rằng nếu thực hiện được việc kiểm soát tài sản của cán bộ, xác minh được nguồn gốc tài sản hợp pháp và không hợp pháp thì việc chống tham nhũng sẽ rất hiệu quả, tiền không bị thất thoát. Và thứ hai, nếu ngăn chặn được tình trạng đầu tư quá nhiều vào bất động sản, tránh tình trạng tiến trình chip của nước ngoài thì tính bằng nanomet, còn tiến trình chip của Việt Nam thì tính bằng hecta. Làm được điều đó thì Việt Nam sẽ rất phát triển và ổn định. Các bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy cùng thảo luận nhé. Các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.